mình đã có chung vui với mấy anh em, thì cũng mong rằng là cái hội này sẽ được diễn ra tốt đẹp và thành công hơn nữa. Bây giờ thì ưu tiên cho em miền Tây lên chơi trước là giải cua len này nè. Đó. Thì bây giờ anh em mình sẽ giao lưu, sẽ cho nổ máy cẩn thận. Dạ. Rồi bây giờ anh Thông. Cần thôi, dạ xong đi, xong đi, giờ nắng quá, lúc bớt đi. Rồi giờ anh em nào cho nổ cái phần này, nổ đi. Dạ dạ, khoan khoan khoan, chưa tan, bây giờ trước khi nổ cho bắn pháo bông cái đi. Cho bắn pháo bông cái, quên. Cá lợn. Rồi, có xe cẩu lên đó kìa. Xe cẩu, lên. Vô luôn. Con ngồi bên cây, ngồi bên cây. Đây là con cua len 4 của anh Vũ Long Trung Thành Pháp đang nổ lên. Đây con cua len 8 của anh Phong.
anh này qua được chứ không? Đâu chạy được ai? Ai là cũng đủ rồi. Con máy này cũng không có làm to. Ờ, yeah.